Chào tất cả các bác, hôm nay em giới thiệu các bác một cái mẫu Pro Sure UGX, và nó loáng mà Sure UGX 23, em khui nó luôn luôn nha. Đây là hai tay mic của nó. Dòng này thì mình tạm gọi là cha ông có nội gì của các loại micro. Nó thương hiệu nó rất là lâu đời. Với lại cái dòng này được một cái là sống sàn. Thì các bác nào mà chơi gia đình á thì nếu mà mua bộ này thì em thấy nó cũng hơi bị lãng phí. Có nghĩa là chất âm thì nó hay rồi, chất âm thì mình khỏi bàn rồi. Nhưng mà có một cái là mình chơi trong nhà thì nó lãng phí với cái số tiền thôi. Đại khái thế. Còn nếu mà mình anh em mình đi road show, anh em làm sự kiện với em hay là sân khấu cái đó, thì mình cần cái sóng nó mạnh, bắt tốt, ổn định. Thì dòng này thì tương đối rất là ổn trong cái vấn đề sóng xa. Thì nó đáp ứng cho mình cái tần số để mình chọn được, theo cái ý của mình được. Đây, em cũng mở sơ cho các bạn xem. Bộ mic tím. Nó là dòng vỉ đỏ, vỉ nó vỉ đỏ. Rồi em mấy cái mẫu này thì em nghĩ thì các bác cũng thừa biết rồi, nó dễ sử dụng lắm. Và chủ yếu là em gắn vô em test chất âm cho các bác nghe luôn. Ở trong này nó sẽ cho mình một cái bên này mình chọn tần số cao và thấp. Nếu mình đẩy lên bên phải, mình đẩy lên thì mình sẽ chọn tần số cao để cho nó xa hơn. Thì đồng nghĩa thì nó cũng sẽ nút pin mình. Còn nếu mình hát trong phạm vi gần 20-30 mét lại thì mình đã thấp được rồi. Còn ví dụ như sóng mà đi xa quá, mình cần đi xa hơn 70-80 mét đến 100 mét á, thì mình mới tăng cái sóng cao lên để cho nó bắt sóng xa hơn. Rồi thì đây là cái thông bích thôi, lát em sẽ test vô trong cái vấn đề chi tiết này luôn nha. Em bích nó để nó cho ta cặp chống lăn bộ nguồn. Đằng nào mấy cái này em phải lấy ra để em test mà. Đó, dây nguồn. Khi một cái bộ nó chất lượng hay không chất lượng, mình nhìn cái cục nguồn này nè để mình kiểm soát. Mình thấy nó làm cái chi tiết sắc sảo và rất nặng, đó là nguồn tốt. Em nói thật, các bác nào mà dùng điện tử nhiều các bác biết, giống như em nói cái nguồn xuyến trong các amply hàng xịn đi ha, các bác thấy cái nguồn xuyến nó nặng lắm. Cái nguồn xuyến nặng nó đồng tốt, còn nếu mà đồ nhôm á nó nhẹ thì cái cục này nó rất nặng, rất là chất lượng. Rồi, nó cho ta kèm một cái cặp pin thôi để xài. Cái này em cứ bắt đây, chưa cần thiết. Chống lăn. Đây là cái thứ hai, bỏ vô. Dòng này đặc biệt là nó 4 anten nha. Cái này là 4 anten. 4 anten. Nó 4 rồi. Thì nó hỗ trợ mình là sống xa. Phải xa cả 100 mét à. Dòng này nhân vật chính đi nha. Đây nó đây. Đây. Đó. Em ráp luôn để test cùng các bác nha. Đó. Các bác thấy nó lên đèn ha. Em kết nối nó lại với lại con bốc của em để thử cho các bác nghe nha. Bye.
qua cái này. Micro rồi. Đó, micro cái này. Xong là cái đầu này ghim vào con bóc. Ghim vào cái cổng micro trên con bóc á. Đây mic. Cabin. Mở nguồn. Đó. Khi mình mở nguồn á thì nó sẽ nhận sóng bên này. Bạn thấy mấy cái thanh này nó chạy nè. Đó. Đó. Em gõ là nó chạy lên, nó nói cái nó sáng đèn lên. Bây giờ em tắt ha, cái đèn của nó tắt. Thấy chưa? Khi tắt thì mấy cái cột sóng nó mất. Em mở lại nè. Rồi, cái bước này là tạm xong của micro. Bây giờ bắt đầu đến cái bước mà mình kết nối vô. Cái đường mà tai phone em á, em sẽ chia cái đường này ra làm hai. Một cái nghe ở ngoài, một cái đưa về để ghi âm. Bấm cho các bác xem nè, sẽ có hai cái con này. Con này là con chia tai nghe, con này là con từ CT 3.5 ra 2 AV. Vậy là chắc là các bác hình dung được. Giờ trước tiên là con chia tai phone là vào cái đường monitor và cái cổng monitor đây, ghim vô xong là nó ra hai tay phone. Rồi cái này bắt đầu ghim vô đây. Vậy bác hiểu là gì rồi không ạ? Đó. Phải không ạ? Rồi bên này là sẽ xuất vào để nghe ngoài. Còn đường này em đưa về. Thu âm. Vậy là hiểu rồi đúng không? Đó. Đây. Cái này AV dây ngắn. Để chuyển vào âm ly. Nghe loa ngoài. Cái này là ghim vào cái lỗ của phone. Cái đoạn này là bắt đầu là em là kết nối vào trong để ghi âm ghi hình qua con bóc xử lý này nha. Rồi, để cho các bác nghe được cái chất âm của cái micro này. Đây, cái micro là em đã kết nối hai đường, một đường em nghe loa ngoài, một đường để đưa thu âm. Rồi, bây giờ cái này em đang nói micro nè. Bây giờ em vặn cái nút này thì nó sẽ có vợt lên. Đây, nút này. Alo, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, chất âm của cái micro này. Đây. Đó. Em bật lên để cho nó có sáng đèn, các bác thấy không? Đó, có sáng đèn. Khi em nói thì cái bên này nó sẽ chớp. Bác nhìn cái tay em, đó, sóng. Cái sóng nó sẽ đá la lên. Đó. Thì dòng này nó có cảm biến gia tốc tự ngắt. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, khi mà em buông ra các bác nghe, nó đâu nghe bụp bình thường nè. Ví dụ như em nè. Các bác thấy không?
Và khi bình thường á, mình cầm tay nè, thì nó sẽ dẫn mát. Dẫn mát thì nó sẽ hiệu ứng để nó có nhận được cái tín hiệu của mình thu vào. Em gõ thân mít nó đều có tiếng bộp bộp nè, đúng không? Nhưng mà em buông ra cho nó rơi á, nó rơi vào tay em thì nó sẽ tự ngắt. Có nghĩa là nó rơi trên không. Khi nó rơi trên không thì nó sẽ tự nó ngắt. Nó ngắt điện để nó không vọng vô cái loa của mình. Đó. Có nghĩa là nó sẽ tự ngắt. Nó gọi là cảm biến gia tốc. Cảm biến gia tốc khi nó rơi xuống thì nó sẽ tự nó ngắt. Thì nó hạn chế cho mình, nó không có vọng vô loa. Thí dụ chẳng may mình rơi micro xuống là bùm, nó vọng vô loa nó sẽ làm hư loa mình. Nhưng mà cái này nó sẽ tự ngắt, mình rơi xuống thì nó sẽ im lặng thôi. Rồi, video này em cũng chỉ một đoạn ngắn chia sẻ với các bác về chất âm thôi. Rồi, video sau các bác xem, các bác nào muốn nghe test em hát một đoạn ha, em hát một bài một đoạn gì đó qua cái video sau nha. Video sau thì các bác sẽ nghe được cái chất âm em hát trên cái micro này và trên cái con bóc để em tắt cái vợt này để nói chuyện. Em trở lại nói một vấn đề nữa là những anh em nào chuyên nghiệp, anh em nào đi làm show sự kiện ở ngoài á, chơi dòng này thì được. Vì dòng này sóng nó mạnh, nó 4 cây lận, 4 cây sóng nó mạnh, nó xa cả 100 mét. Thì mình sẽ chơi, mình đi xa, mình làm sự kiện nó an toàn hơn, sóng nó mạnh. Còn các bác nào chơi ở nhà cũng được thôi, thích chơi ở nhà thì vẫn ok, nhưng mà con cái thì nó hơi lãng phí. Rồi, em xin chào nha. Video sau em sẽ hát bài này, một bài để cho các bác nghe nha.